Một gia đình kiểu mẫu với người chồng quá nhiều nguyên tắc sống. Anh Tân thì rất nhiều nguyên tắc, không được sử dụng các ngôn ngữ tiêu cực. Anh ấy có những cái suy nghĩ khác người. Hạnh phúc hay áp lực? Thời gian đầu gia đình rất áp lực với A Tuân. Tâm sự của người vợ. Người ngoài nghe thì thật sự ai cũng nói là khó chịu, nó khuôn khổ quá, rồi nó ép buộc quá. Mình mong muốn là người thân gia đình mình nên khắt khe với chính bản thân mình để mình biến thành một cái phiên bản hoàn hảo, cái phiên bản tốt hơn của chính mình. Mạnh ghép hoàn hảo với câu chuyện khi chồng nguyên tắc. Xin chào quý vị khán giả của chương trình Mạnh ghép hoàn hảo. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau và chúng ta có một cái chủ đề tương đối là thú vị. Đó là chủ đề khi chồng khó tính. Còn bây giờ thì Vân xin được phép giới thiệu người bạn đồng hành với mình trong chương trình. Đó là tiến sĩ tâm lý Bùi Hồng Quân. Em chào chị. Chào em. Dạ. Quân, chị hỏi thiệt em nè, em có phải là một người chồng khó tính không? Em thì em nghĩ là em không khó, nhưng mà biết đâu vợ em lại nghĩ là em khó là sao? Chị cảm nhận là cái phạm trù của chữ khó tính đó, nó muôn màu muôn vẻ đó. Chẳng hạn như là khó tính theo một cái nguyên tắc nào đó. Ví dụ có những người phù hợp với nguyên tắc đó thì người ta thấy đó là bình thường. Nhưng mà người ta không thể sống với cái nguyên tắc đó thì ta cảm là ồ, sao chồng mình khó tính quá. Thì không biết là cái cặp đôi hôm nay các bạn rơi vào trường hợp nào. Cho nên là bây giờ mình xem thử những hình ảnh của họ đi. Dạ vâng, chúng ta cùng theo dõi video clip phải không ạ? Đúng rồi, xin mời. Tôi là Trương Quỳnh Trang, hai vợ chồng tôi đã kết hôn được gần 5 năm, sống rất là hài hòa và hạnh phúc. Nhưng anh có những cái nguyên tắc sống và cũng hơi khó tính một chút xíu. Đôi khi có những giây phút mình thấy không được thoải mái lắm. Mình tên là A Tuân, vợ mình thì thường hay nói rằng mình khó tính. Nhưng mà A Tuân nghĩ đây không phải là khó tính, vì chắc chắn rằng ai cũng có những nguyên tắc riêng để cho gia đình mình hạnh phúc hơn, để cho gia đình mình phát triển hơn. Vậy thì bây giờ á, em muốn bạn chồng hay là muốn bạn vợ? Em nghĩ là đàn ông với nhau nói chuyện sẽ dễ hơn. Chị lại nghĩ là nếu có khi nào hai người nói hợp quá, xong rồi tự nhiên em mới ngộ ra là ồ, vậy là em không hề dễ tính như là em tự hiểu, em tự nghĩ là em dễ tính đúng không? Dạ, đó cũng là một sự tham chiều rất là giá trị đấy ạ. Như vậy là chị sẽ nói chuyện với bạn vợ nha. Dạ vâng, một lát chúng ta gặp lại nhau nha chị. Dạ. Xin mời Quỳnh Trang. Dạ. Mời cưng. Hôm nay là cái chủ đề của mình đó là khi chồng khó tính. Con nghĩ thế nào về khó tính? Thực sự ra thì đối với con thì mỗi nhà, mỗi cảnh. Có những gia đình thì họ coi đó là khó tính. Theo như cái cảm nhận của con thì nó là những cái bài học, cái dạy dỗ mình trưởng thành. Vậy thì theo con á, thì chồng con có phải là một người khó tính không? Thì người ngoài nghe thì thật sự ai cũng nói là khó chịu đó, khó tính này khó kia đó. Khó tính, khó chịu đó. Và khó gần nữa. Dạ đúng rồi, đúng nghe không? Nó kiểu ba như khó là trong một đó. Nó khuôn khổ quá, rồi nó giống như là ép buộc quá. Nếu mà người ngoài người ta tiếp nhận không quen thì người ta sẽ có những cái suy nghĩ đó. Thôi mình tiếp nhận mọi thứ nó là tích cực đi. A Tuân thì là kiểu là típ là con trưởng trong gia đình. Thế cho nên là gần như là người đàn ông mà gánh vác và lo lắng cho mọi người từ ngày xưa. Ngày xưa là đáng lẽ là không có ý định lấy vợ. Để ở vậy lo cho mọi người. Hai đứa con khi mà về với nhau á, Tuân có đặt ra những cái nguyên tắc gì trong cái cuộc sống của hai vợ chồng không? Dạ anh Tuân thì rất nhiều nguyên tắc. Ví dụ như là anh có những cái nguyên tắc sống là khi mà anh làm việc thì con sẽ, hoặc là kể cả mẹ chồng con, hoặc là anh chị em trong gia đình thì sẽ không được làm phiền và không được sử dụng các ngôn ngữ tiêu cực, nó tránh nó dạo một chút. A Tuân có một cái nguyên tắc riêng cho cuộc đời mình. Mình là người sống với tâm thức cởi mở cho nên là không muốn để trong đầu những suy nghĩ tiêu cực yếu đuối. Đó. Tại sao Tuân lại có cái suy nghĩ như vậy ta? Thì chắc anh ấy có những cái suy nghĩ khác người cô. Khi mà con nghe một bài hát buồn đi, mặc dù tâm trạng mình không có buồn, nhưng mà con nghe thôi là cũng không được nghe. Rồi ví dụ những lúc con buồn á, con nghe những cái bài nhạc đó thì Tuân có đồng ý không? Dạ không ạ, tại vì khi mà mình buồn á, mình nghe những cái bài nhạc buồn á thì mình sẽ bị kéo tâm trạng xuống.
Vậy thì mỗi lần con buồn á, thì con sẽ thoát ra khỏi nỗi buồn đó bằng cách nào? Con thì ít chia sẻ, nhất là những chuyện buồn. Hầu như là con giữ kín trong lòng. Buồn nhất á, thì con sẽ đi đến những cái nơi mà con thấy tâm hồn con bình an, hoặc là con làm những cái việc gì nó ý nghĩa. Con giải tỏa cái nỗi buồn đó. Rồi có khi nào mà chia sẻ cái nỗi buồn đó với chồng không? Thì những lúc buồn thì không có nói, nhưng mà để khi vui thì con sẽ chia sẻ. Rồi ví dụ như là khi mà chồng con buồn á, thì chồng con có chia sẻ với con không? Dạ, hầu như tất cả mọi chuyện của anh Tân thì đều có con bên cạnh. Thế khi mà hai vợ chồng về nhà với nhau á, thì thời gian đầu thì Trang có cảm thấy bị quá áp lực không? Thật sự thì thời gian đầu bà xã mình cũng áp lực với mình, nhưng mà bà xã mình cũng là người mà chịu lắng nghe, chịu học hỏi, tiếp thu. Và bà xã thay đổi rất là nhanh, nó rất là nhẹ nhàng. Có khi nào hoàn hảo trở thành một áp lực không? Nếu mà không có áp lực thì không có kim cương. Mình không cần hoàn hảo quá, nhưng mà mình cần tốt hơn mình mỗi ngày. Cơ duyên nào mà tụi con quen nhau? Thì ngày xưa là con có một cái thương hiệu mỹ phẩm, thì con có làm cái ngành mỹ phẩm. Thì lúc đó là con chỉ nghe tên tuổi của chồng con thôi. Con nghĩ là nhân duyên á, nó đến rất là tự nhiên. Ông trời sắp đặt á, đúng không? Vâng ạ. Bà xã mình là ngày xưa là tìm đến mình, là nhờ mình tư vấn cho các hoạt động của công ty bà xã. Đó. Sau đó thì được mình hỗ trợ các hoạt động này hoạt động kia, xong đó thì gắn bó với nhau, gần như là một trong những người đệ tử của mình luôn. Nếu như bây giờ được nói một cái điều gì đó với chồng con để cho gọi là mọi thứ nó hoàn hảo hơn á, con sẽ nói điều gì với Tuân? Chắc con nói là anh ơi, chịu được em đến suốt cuộc đời nhé. Như vậy có nghĩa là cái phần mà khớp là ở phía con, tức là chưa khớp là từ phía con chứ không phải từ phía Tuân, đúng không? Dạ, thì con còn rất là trẻ nên thật sự là bản thân mình chưa hoàn hảo cô. Con còn phải học hỏi rất là nhiều. Đối với con là một gia đình mà có hài hòa hay không là do bản thân người vợ nữa, chứ không phải là ở người chồng mình không. Chồng đi làm áp lực á, thì vợ nếu mà không chia sẻ được và không thay đổi mình, không thay đổi tư duy thì nó sẽ không hài hòa. Mình thay đổi bản thân mình thì gia đình mình lúc nào cũng hài hòa. Tức là con sẽ chấp nhận thay đổi bản thân theo chồng con. Bà xã của mình ngày xưa thì gia đình cũng may mắn có điều kiện, thế cho nên là có cuộc sống cũng dễ chịu, nhẹ nhàng, không phải lo nghĩ nhiều. Nhưng mà từ khi mà gặp mà mình á, bà xã biến thành một người có trách nhiệm, biết lo lắng bảo vệ cho mọi người. Có nghĩa là hoàn toàn khác. Bây giờ rất vui khi mà bây giờ lại là được là niềm tự hào của gia đình, niềm tự hào của dòng họ. Thú vị quá. Trời, nói chuyện với con như là chồng con là idol của con luôn á. Có không? Trước khi lấy Tuân á, thì là Tuân có là idol của con không? Thì idol trong lòng con. Hèn gì. Ở trong á, thì em có hỏi Tuân là bởi vì Tuân nói là Tuân đã nhận ra được sứ mệnh của mình, và một trong những sứ mệnh mà hồi nãy Tuân chia sẻ rất là sâu sắc và thú vị luôn, nhưng cũng đặt câu hỏi là không biết là cái sứ mệnh đấy nó có trùng hợp với sứ mệnh của cô gái ngồi bên cạnh hay không.
thứ tư bắt đầu con mới vô nổi tới 2-3 năm lận chứ đâu có đơn giản đâu anh. Tại vì xưa mà ép buộc mình sao mình bực bội khó chịu vô cùng, có những lúc phản ứng lại luôn chứ không phải là suôn sẻ như mọi người nghĩ đâu. Thật sự ra là cả một quá trình để mình trở thành cái phiên bản tốt nhất của ngày hôm nay. Và đó là một hành trình đúng không? Như vậy là gần 5 năm rồi. Nhưng mà nếu mà bây giờ giả sử như cái định là 10 đi thì bữa nay leo đến nấc thang thứ bao nhiêu rồi Trang ha? Để mà tự nói về mình thì mình cũng khó đánh giá được, nhưng mà thôi thì cứ cho 6-7 đi anh. 6-7. Để mình có những cái mục tiêu vậy mình phải đạt đến điểm 10. Dạ. Mới có 26 thôi đó mà bây giờ là 6-7 rồi. Như vậy là chỉ cần 30 tuổi thôi là lên cái ngưỡng 10 rồi đó. Là lên cái cảnh giới. Không, nhưng mà con cũng đặt mục tiêu và phải cố gắng như vậy. Lên mức 10 trong thang điểm 100. Còn dưới góc độ là giống như đây là một người thầy này, A Tuân nhìn nhận như thế nào về cái quá trình học tập, nỗ lực và kết quả ở Trang ha? Thật sự là em rất là may mắn khi mà bà xã mình là một người chịu khó phấn đấu, tích cực thay đổi. Tại vì xuất phát điểm mỗi người mỗi khác nhau thì hai vợ chồng từng ngày, ví dụ con có cái gì dở thì con sửa đổi dần. Con không có cái gì dở đó, Trang nó nói con không có một cái gì dở luôn. Là hoàn hảo luôn rồi đó. Hồi nãy Trang nó nói là cái chưa hoàn hảo nó rơi vào phía Trang không, còn con là không còn cái gì là không hoàn hảo. Thật ra con còn rất là nhiều cái phải cố gắng thôi ạ. Con cố gắng theo cách của con, có khi là cố gắng trong thế giới riêng của nội tâm của mình. Yeah. Rồi Trang nói là khi mà Trang buồn nó mới chia sẻ với con. Chỉ khi nào con buồn con mới chia sẻ với Trang thôi. Sao kỳ vậy? Sao thường ta phải ngược lại chứ? Sao kỳ vậy con? Cô này cổ cứng cáp á, mặc dù cô nhỏ xíu vợ, tuổi á mà. Vợ là đại dương mênh mông mà cô. Cô nhỏ tuổi mà thấy cổ cứng cỏi mà suy nghĩ rất là gọi là chín chắn chững chạc á. Nhưng mà điều gì làm cho Trang khi mà gặp những cái nỗi buồn đi, hay là mình có những cái cảm xúc mà nó không có tích cực á, thì lại không có chia sẻ với lại chồng? Còn do cái tính cách của em nữa. Em mà có giận nhau hay gì chắc 5-10 phút tự nó mất. Không còn trong lòng, không còn trong đầu em luôn, không có để bụng hay là nhắc lại, hoặc là không có nặng nhẹ gì luôn thật sự. Tức là đó là yếu tố rất là tự nhiên luôn. Yeah. Nhưng mà ví dụ như có những lúc mình khó khăn nè, rồi có những lúc mà mình gặp cái chuyện gì đó mình không có vui ở bên ngoài hoặc là trong các cái mối quan hệ chẳng hạn. Không thì cũng có những cái mình có chia sẻ, nhưng mà em nói là đại khái thôi. Hầu như trong cuộc sống thì cũng không có những cái biến động hoặc những cái chuyện gì nó đến cái mức độ mà phải giống như là suy sụp là thật sự. Không có những cái giai đoạn đó. Tức là nó khá là thuận lợi và may mắn trên cái hành trình cuộc đời đúng không? Còn những cái lắc nhắc qua được mình qua. Không, thực ra là khi mà nói chuyện với Trang thì cảm nhận gì nè, làm như là cái cách suy nghĩ, như cái cách sống mà tương đối đặc biệt của con á, nó truyền lại cho cô này, tức là nó đã lan tỏa rồi. Với một cuộc sống 5 năm vợ chồng thì hiện giờ là Trang nói là Trang vô cùng viên mãn và cuộc sống của con rất là happy luôn. Đó thì nếu mà các cặp vợ chồng trẻ mới lấy nhau thì chị nghĩ là trong giai đoạn đầu sẽ rất nhiều những cái mà để những cái xung đột á. Và nếu như mình không khéo á, thì những mảnh vỡ đó nó sẽ vỡ luôn, nó không có ghép vô nhau được. Thành ra là ở mỗi câu chuyện của mỗi gia đình á, thì chúng ta sẽ tự rút ra được một cái điều gì đó. Cái quan điểm này cũng rất là hay. Hay cho những người mới lấy nhau, và thậm chí hay luôn cho những người như cái tuổi của tụi chị. Thực sự là như vậy á con. Đó cho nên là như lúc đầu á, cô cũng có chia sẻ với lại Quân á, là cái khó tính ở đây cái phạm trù nó thiên biến vạn hóa. Dạ, đó em cũng tính nói đến đúng điều không? Đó. Em nói đi, em nói chị nghe đi. Cái ranh giới đúng không ạ? Cái ranh giới của một cái sự việc nó được coi là khó tính hay được coi là nguyên tắc thì nó phụ thuộc vào cách nhìn nhận của người trong cuộc thôi. Nhưng mà đúng là cái câu chuyện hai vợ chồng ngày hôm nay thì mình thấy rằng là đó là những nguyên tắc, và cái quan trọng rằng là cả hai đều hiểu là vì sao mình thực hiện cái nguyên tắc đó. Và đặc biệt là A Tuân lại là theo kiểu là thực chứng, tức là mình đã làm điều đó và mình tốt hơn rồi. Thế thì cái mối tính chất của mối quan hệ hai người đến với nhau nó đã là một cái tính chất rất khác rồi. Nên là thành ra là cái gọi là cái cuộc hôn nhân này, cái hành trình này nó cứ là một cái sự gọi là cùng nhau theo đuổi những cái điều tốt đẹp thôi. Nên nó rất là thuận lợi, và đó lại là lý do để mình sẽ lại tiếp tục nỗ lực, tiếp tục cố gắng để cho mọi thứ nó sẽ tiệm cận và tốt hơn mỗi ngày.
Chúc cho gia đình tụi con á sẽ hạnh phúc hoài, sẽ bình yên, sẽ êm ả. Với là một cái tức là bước vô cái môi trường, cái không khí gia đình bạn này á, chị nghĩ là giống như là mình không cần phải học thiền nữa, đúng không? Thật sự là mình bước vô là mình đã là đang thiền rồi đó, đúng không? À, thưa quý vị khán giả, hôm nay thực sự thì rất là thú vị khi mà tìm hiểu về gia đình của A Tuân, như là bé Trang. Vẫn nghĩ là với một cái mẫu gia đình này á, thì là chúng ta có thể nhân rộng được. Nếu như bạn nào cảm thấy là mình có thể cảm nhận và cảm thụ được với cái nguyên tắc sống của gia đình của bạn A Tuân, đúng không quý vị? Và bây giờ thì đã đến lúc mà chúng ta chia tay nhau rồi. Nhưng mà trước khi chia tay nhau thì Vân xin mời mọi người chúng ta hãy xem một chút hình ảnh của số tiếp theo. Cái nỗi lo của chị là con mình rời xa mình, đi qua nước ngoài ở bên nhà chồng, rồi sau đây thay đổi một môi trường, thay đổi một ngôi nhà mới. Chị cũng lo. Sự lo lắng và trăn trở của người mẹ. Mẹ nhìn Phong Tớ thì dữ tính lo lắm, kỹ càng lắm á. Tại vì Lina nó là út cái gì ở trong nhà thì cũng lo cho nó hết. Nếu mình cũng sang hẳn, nếu mà mình không có nhắc nhở cho con mình khi nó về nhà chồng. Trong ký ức từ ngày làm cháu của chị là chị vẫn còn thấy buồn. Đón xem Mảnh ghép hoàn hảo với câu chuyện cảm động về nỗi lòng của người mẹ khi chuẩn bị cho con gái về làm dâu. Bây giờ chúng ta sẽ chào tạm biệt nhau và xin chào và hẹn gặp lại.